Dạ, em xin phép chào tất cả mọi người. Thì như em đã nói thì cái hôm nay em đã về được cái lô hàng giả hạt hay gọi là phế điệp ở vùng Sê-san, Kon Tum. Là cái clip vừa rồi thì em đã giới thiệu xong là cái những em trăng dài, những em là giờ còn những cái thằng mà cái này em đã cân đấu chia ra theo từng lô rồi. Và ở đây thì hôm nay là giá hàng nó cũng ít rồi, em cũng chia ra được chỉ có được 7 phần thôi, còn lại ngoài những cái thằng kia thì cũng đây là chỉ không được em chia ra được đủ 7 phần. Và tên mỗi phần thì em đã báo giá cụ thể rồi và em sẽ quay cụ thể từng phần một cho mọi người cùng xem và cho nó rõ. Đấy, em sẽ quay cụ thể. Đây là phần thứ nhất. Phần thứ nhất là 800 cùng với 5 mầm. Đây. Đây là dề thứ nhất. Mầm xanh đây. Đây là mầm xanh của nó đây. Tức là nguyên về nhá, xem này, một mầm này, đây, hai mầm xanh. Giá hạt mùa này là xuống lái rồi nha mọi người, giờ chỉ còn ấy nè, vì trong cái thân của nó là đã tích trữ được tất cả dinh dưỡng trong cần thiết rồi, mà nó đã đang đi đến cái đoạn cuối của kỳ sinh trưởng rồi, và bây giờ thì là chỉ có tích tụ chất dinh dưỡng động này biến đổi như thế này là và ra hoa thôi, đó là cái chu trình của giá hạt. Những đây mầm xanh của nó đây, còn chút lá này, mầm ra hoa đây, dài tầm 1 40 nè, 60 mầm xanh này, 60 có về này, có hai mầm đấy, hàng bốc rừng nha mọi người. Đây này mầm xanh này, mầm ra hoa đây, 20 này, 40 này, 60, hơn 60 đấy, một cái găng tay của em là 20 cm nha mọi người. Thằng này cũng có một mầm xanh và một mầm già đó. Đó là cái phần thứ nhất. Đây là phần thứ hai. Em chia 7 lô là đều 800 mấy nha mọi người, nhưng mà em ghi giá tiền này luôn cho mọi người cũng dễ. Đây cùng những cái thằng như thế này. Đây thằng hoa nó thắt ngọn rồi nha mọi người. Đây, rất là đẹp. Đây, nguyên gì. Tiếp theo là thân xanh của nó đây, đã thất vọng rồi nha mọi người. Đây thất ngọn rồi, đây là một dề lớn còn có hai mầm xanh luôn nha mọi người. Đây, hai mầm xanh này, bốn mầm xanh, 20 này, 40 này, đây gần 60. Còn hôm nay là 2 này, 40 này, 60 này, 70, hơn 70 á. Đấy, đó là phần số 2. Đây là phần số 3. Phần này cũng có 5 mầm xanh nha mọi người. Đấy, mầm thứ nhất này. Một dề này, dề thứ hai này, mầm xanh này, mầm xanh mà còn chút lá này, dài hai em này, bốn này, ở tầm 50 á. Theo là dề này, dề này, như cỡ ai này, 40,
sinh đây. À, thất ngọn rồi nha mọi người. Đấy. Theo là như này. Mầm xanh ở đó đây. Đây, mầm xanh hai này. 4 này. 6 này, dư này, cả 70. Đó. Đó là phần thứ 3. Đây là phần thứ 4. Những gì thế này. Mầm xanh ở đó đây. Thất ngọn rồi. Thất ngọn hoàn toàn rồi. Xuống lá rụng hoàn toàn. Này, mầm xanh. 2 này. 4 này, cả 50 ạ. Như này. Mầm xanh đây. Đó, thất ngọn này. Đấy. Được 30. Xanh của nó đây, xanh này ở hơn 20, nhưng về nè, đây, xanh của nó đây, 2 này, 4 gần 60, em đã cân đấu rồi nha mọi người, có trong một phần này có mầm ngắn mầm dài nha, đấy, có mầm ngắn mầm dài. Đây là phần số 5. Đây, cái gì như thế này. Hằng bốc rừng về lúa chỗ lúa chỗ. Em chưa nói nè. Mọi người về cắt tỉa này cho nó gọn gàng này. Cắt tỉa cái rễ này gọn gàng. Đâu vào đấy rồi treo lên thôi. Đấy, mầm này 2 nè. 4 nè. 60. Đây. Thằng ngồi đây. Đã thắt ngọn rồi nha mọi người. 2 nè. 40. Đấy, ngồi 40. Đây. Thằng ngồi đây. Đây thất ngọn rồi. Đây. Thằng hoa nó đây. Thất ra. Đã thất ngọn rồi nha mọi người. Đây. Bông cỡ 50 ạ. Đó là cái phần số 5. Đây là phần theo là phần số 6. Đây, còn những cái như thế này. Như này. Thằng hoa đây. Đây nè, 2 nè. 4 nè, cả 50. Như này, thằng hoa đây. Thằng hoa của nó đây. 2 này, cả 50 này. Này. Thằng hoa đây. Này, thằng hoa của nó đây. Rồi, thằng hoa nó đây. Đã thắt ngọn hết rồi nha mọi người. Đó là phần số 6, 800. Đây là phần cuối cùng. Ngày hôm nay là anh cũng nhớ cái cây như thế này. Nè, 1 2 nè, cỡ 40. Phần nào cũng có cây nhỏ cây lớn nha mọi người. Đấy, đàn hoa nè.
Anh này cũng rất là dài nè. Thằng Hoan 2 nè, 4 nè, 6 nè, 80 nè. Đấy, đây là 80. Anh này là nguyên một về nè, còn có một mầm hoa nè, 2 mầm hoa nè, 3 mầm hoa nè, 4 mầm hoa nè. Riêng một vụ này là 4 mầm hoa rồi nha mọi người. Một dây này nè, mầm dài nhất là 2 nè, 4 nè, cả 50. Đó là cái phần cuối cùng của cái lô dạ hạt ngày hôm nay. Là em đã giới thiệu xong cái lô hàng ngày hôm nay của em rồi. Đó là hàng về hôm nay là chỉ được cái dạ hạt như vậy thôi. Và em đã chia cân đối từng phần, em quay cụ thể ra cho mọi người xem rồi. Hôm nay là mùa dạ hạt đông xuống lá rồi nha mọi người, giờ chỉ còn những cái xương thôi. Việc mà thấy lá xanh tươi ấy, này cây trong cái mùa này là cũng rất gọi là rất hiếm. Đấy, mà đóng kêu. Quá trình mà người ta đi khai thác đi hái lan này á, mà đi em rất chỉ là nhiều ngày mà trâu vào trong rừng sâu kia mới có những cái này, đi rất là xa. Về là bảo quản được những cái mầm như thế này rất là chỉ là ok rồi. Còn cái về cái bằng lá thì mình không quan trọng trong mùa này đâu. Và đặc biệt là mùa này là ghép dạ hạt rất là tốt. Rất là tốt. Vì là tại sao mọi người biết không? Là mùa này là nó đã rụng lá hoàn toàn rồi. Và đến cái mùa kết thúc cái chu kỳ sinh trưởng của nó rồi. Bây giờ nó chỉ còn là chờ hoa thôi. Trong cái tắc thân thân hoa là mình sẽ nó sẽ tự trao đổi chất cái này kia, là đến mùa ra hoa là nó ra hoa thôi. Và xong cái mùa ra hoa là nó để mầm mới và phát triển thành cây con, là trong quá trình đó là gọi là sinh trưởng phát triển tiếp theo của nó, để nó phát triển cái mầm á, là đến mùa tiếp theo là nó sẽ ra hoa. Đấy là mọi người, quy trình sinh trưởng của nó thì giống như vậy thôi, cũng chả có gì phức tạp hết. Mà đặc biệt là gói gửi hàng giả hạt cho mọi người đi trong mùa này rất là chỉ là ok, là không có sao vấn đề gì hết trơn á. Chứ cái mùa mà sinh trưởng phát triển của nó mà gửi hàng đi này kia rồi đó, thì nó ảnh hưởng đến sinh trưởng này, sẽ phát triển của cây, nhiều lúc nó sẽ gây nó yếu cây. Nếu mà trường hợp mà đi nhiều ngày á, nó sẽ ít nhiều vậy nó không ảnh hưởng chất lượng. Chứ còn giờ trừ là gửi như thế này đi là nó giờ như thế nào là gửi đi như thế đó. Mà mùa này để giá hạt mấy này kia thì nó cũng chả sao, chả có vấn đề gì hết trơn á. Đấy, nó là em xin lưu ý với mọi người luôn, là những cái sản phẩm như thế này là em có những chia sẻ cho mọi người ấy, thì mọi người cũng chẳng đừng có lo lắng gì nhiều ấy. Đó là rồi, em sẽ dừng lại clip lại tại đây. Rồi mọi người mình đặt hàng á thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số em đã cung cấp chỗ tiêu đề clip á, mình lại phần mô tả, phần bình luận nhận xét, và em cái số điện thoại mà em dùng để trao đổi lấy là số 0120611 5694, em đã ghi sẵn trên tiêu đề của video luôn rồi. Em một lần nữa thì chúc mọi người ngày cuối tuần là vui vẻ, hạnh phúc với gia đình. Em cũng nghe thông tin là cái này kia đó là hàng có đơn cam, không biết là có không nữa, nó nói hàng đang về đấy. Rồi nếu có về hàng, em quan điểm của em là hàng về lúc nào thì em bán lúc đó thôi. Đấy, mọi người nhớ xem và ủng hộ em và nhấn cái nút đăng ký chỗ đăng ký kênh đó, chỗ góc bên này này, và có một cái biểu tượng là cái dấu chuông đó, mọi người nhắc vào đó là khi nào có cái clip mới đó, thì nó sẽ thông báo vào mọi người, đó là lúc mọi người mở mạng lên hoặc lên truy cập cái trang YouTube đó, là bắt đầu bên cái góc đó, bên góc này này, bên góc bên này có cái dấu chuông nó hiện lên, là mọi người nhấp vào đó, là nếu mà có thông báo clip mới thì mọi người nhấp vào đó xem. Là đó là cách dễ dàng nhất để nhận những clip mới từ cái kênh của em. Đấy, một lần nữa thì em cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em trong cái thời gian vừa qua. Em xin phép chào tất cả mọi người nha.